Thang thang như thế nào nhỉ? Bạn có thể Giả lấy từ sử như thang là 1 đến 5. 1 đến 5 thì chắc tầm 2. Tầm 2 hả? À, vậy là bạn đánh giá bản thân mình đang ở mức độ trung bình đúng không? Bạn có học tiếng Anh ở đâu chưa? Hồi trước thì là sau khi tốt nghiệp là mình không còn học tiếng Anh nữa. À, bạn có ở thành phố Hồ Chí Minh Đang ở Hồ Chí Minh thầy. không? Ok. Nào bây giờ mình làm bài test nhé. You ready? Yes. What's your name? My name is On. How old are you? I'm 40 years You 40 years old? old. Yes. Wow, you don't look your age. Oh, thank You look younger. you. Where are Thank you from? you. I'm from Vietnam. Okay, are you from Saigon? Yes. Okay. I born in Saigon. Okay. So, can you tell me about your hobby? What do you like doing? I like watching television. I like travel. Yes, I like travel. And I like Zumba. Zumba? Do you know Zumba? Jumba. Chamba, yes. Oh. Is that a kind of dance? Yes, it's kind of dance. Okay. Now, have you ever been overseas before? Yes, I have. And how many countries? Under 10 countries, under 10 country. So I have go to Hong Kong. Hong Kong. Yes, Singapore, Malaysia, France, Germany. Yes. You have been to a lot of countries. So you went there for traveling or you went there for your business? Oh, I went for traveling. For traveling. Yes. Very nice. Can you tell me about a place that you like best? The country that you like best? I like France best. Why? It's some beautiful place. Cổ kính nói sao nhỉ? It's a vintage. And Vintage. 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 Yes, it's vintage. And I think it's a little romance. So, what activities do you like doing when you go traveling? I like take more photograph, take more photos, and I like food in other countries. Yes. Are you into photography? Pardon? Are you into photography? I don't understand this sentence more. Photography is the art of taking photos. Are you into it? Okay. I see. Now let's talk about another topic. Can you tell me a bit about your job? My job. I take this job when I graduated. The company name is FPT. I am on General Affairs Apartment Manager. Do you know General Affairs? General affair. Yes, General Affairs. So in my department, we touch more of human resource opportunity and administration for my company.
What do you like about your job? Now I don't like more about this job. So I want to upgrade my English skill to take more opportunity to change my job. Oh, you want to change your job? Yes. I mean, you are a manager now. Why do you want to change it? Maybe my job is normal for many years, so I don't have more experience. Yes, I have more experience, but don't like more what I do every day. Yeah, maybe some just like your job is repeated. Yes, boring. Yes, boring. So what do you have in mind for your future job? Maybe a staff. In which department? No, I maybe begin my business to open a company. Maybe. Yes. That sounds great. That sounds great. Awesome. Very nice to meet you today. And I get your level. Okay? Yes, thank you. So, and you told me that your level is 2 out of 5. But actually, I think that your level is 3 out of 5. Thank you. Okay. Now, to talk about your problem, I'd like to speak Vietnamese. Is that okay? Yes. Để nói về vấn đề thì thầy sẽ nói bằng tiếng Việt nhé. Thì vấn đề của mình á là ở đây là mình chưa có sử dụng được cái vốn từ vựng mà mình đang có một cách nhuần nhuyễn. Và mình sử dụng nó chưa có chính xác. Do đó nên là mình có cái trường hợp là mình ghép từ, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Thật ra thì cái ý nó sẽ không có bị thay đổi nhiều và hoàn toàn. Giao tiếp với người nước ngoài thì nếu họ đã biết level của mình rồi thì đa số những cái trường hợp họ sẽ không cảm thấy khó chịu đâu. Nhưng nếu như mình muốn upgrade lên thì đây là một cái điểm mà mình đầu tiên mình phải upgrade đó. Mình phải sử dụng những cái vốn từ của mình để nhuần nhuyễn hơn. Cái vấn đề thứ hai của mình khi mà bạn nói ngôn ngữ ấy, thì ở trong cái phần mà pronunciation của bạn ấy, khi bạn nói một cụm từ nó bị mờ. Cái bị mờ. Ví dụ như cái cụm affair, hồi nãy bạn nói general affair. Bây giờ mình chỉ bạn nhé. General nó kết thúc với âm L. Bạn nối cái âm L qua bên chữ affair. Bạn sẽ nghe người ta nói là general affairs. Okay? Can you say that? General affair. Chưa được. Nó cần thời gian. Có thể là quá lâu rồi anh không dùng tiếng Anh. Tại vì thực tế là sau khi tốt nghiệp thì vô công việc này rất là ít khi dùng tiếng Anh. Cho nên là mười mấy năm là không dùng đến tiếng Anh thì để nói chuyện thì cũng rất là hồi nãy cảm thấy khó khăn rất nhiều. Để mà nghĩ ra cái từ như thầy nói là để nghĩ ra cái từ để mà nói tiếp thì giống như là tìm cái trên tiếng Việt rồi bắt đầu mình nói ra tiếng Anh chứ không phải là như cái bản năng mình dùng từ ngữ mình có sẵn. Thêm một cái nữa, ít giao tiếp thì khi mình phát âm nó cứ bị sượng á. Rồi hồi xưa mình học thì cũng toàn là giáo viên Việt Nam thì có thể ngay lúc mình học thì cái phát âm của mình đã không chuẩn rồi. Rất là nhiều cái gọi là hạn chế trong kỹ năng dùng tiếng Anh của mình hiện nay. Đó là lý do mà đang muốn upgrade lên. Đang muốn cải thiện rất là nhiều. Đấy. Đấy là hai cái điểm mà bạn có thể cải thiện. Đầu tiên là về cái vốn từ vựng sẵn có của mình, hãy dùng cho nó chuẩn chỉnh trước. Cái thứ hai là về cái phát âm của mình thì bạn có thể upgrade lên. Thật ra phát âm là cái mà dễ upgrade nhất. Đấy. Chỉ cần bạn dùng nhiều thôi và bạn dùng với đúng người thôi, bạn sẽ upgrade nó lên in no time, nó ngay lập tức. Do đó là bạn không cần phải lo về vấn đề đấy đâu. Và thầy đặc biệt, thầy rất là thích những cái bạn mà lớn tuổi, và học trò của thầy thì có rất là nhiều bạn lớn tuổi và manager thì cũng có. Và cũng giống như bạn đó.
và rất là thích những cái học viên như vậy, bởi vì cái nghị lực của họ lớn. Thật ra nó đến một cái tuổi nào đó mà mình đi học một cái ngôn ngữ mới mình sợ chứ. Thật ra Sợ. cũng không phải là ngôn ngữ mới mà Ừ. là bắt đầu học lại cái ngôn ngữ mình đã học rất lâu. Nhưng mà thật ra hồi xưa mình học mười mấy năm tiếng Anh chứ chẳng có bằng con nít bây giờ nó học vài năm. Đúng, chính xác. Bởi vì bây giờ được upgrade lên rất là nhiều rồi. Right. Rồi, ok, mình sẽ xác định cho bạn học ở chương trình độ trung bình khá với lại giáo viên bản ngữ. Với lại giáo viên bản ngữ. Mình sẽ xác cho bạn học với thầy Luke nhé. Thầy Luke là người Mỹ. Thầy ấy là cử nhân thầy ấy là cử nhân và đang theo học thạc sĩ của ngành kinh tế. Và ngoài ra thì thầy Luke cũng có kinh nghiệm giảng dạy và thầy đó đặc biệt là có chứng chỉ giảng dạy. Chứ không giống như là một số những cái giáo viên khác là không có chứng chỉ và giáo viên bản ngữ khác thì thầy ấy dạy thì được đánh giá là rất là tốt ở trong hệ thống, do đó Mà nên là xếp cho bạn học thầy ấy. Ừ. thầy lúc thì đang ở Việt Nam hay là thầy lúc bên Mỹ vậy thầy? Thầy lúc ở bên Mỹ. À, tức là mình kết nối học mà overseas luôn. Hiện tại là giáo viên của Study Now là kết nối rất là nhiều dạng cộng tác đúng không thầy? Yeah. It's the partnership. Right. Ok. Và vậy bây giờ mình sẽ nói về cái khối lượng mà bạn sẽ tập luyện nhé. Mình sẽ tập luyện với 36 buổi. Mà 36 buổi này là một một. Nếu như bạn có thêm bạn, bạn có thể học một hai. Nhưng nếu như bạn không có, mình có thể tự do hơn. Tự vì học một một nó sẽ tự do hơn cho bạn. Thì cái ưu điểm ở đây về cái lịch trình thì nó sẽ phù hợp với bạn, bởi vì bạn có thể sắp xếp linh động lịch trình với lại thầy lúc. Tức Được là không? tự tự mình sẽ hẹn thầy một cái thời gian cụ thể trong ngày và vào ngày nào được. Đúng rồi, chính xác. Chính xác, good. Nha. Thời gian linh động. Và cái thời gian ở trên lớp của mình á, là dành tập trung 100% là để luyện tập. Để luyện tập là nhiều. Nên là mình sẽ học ít lý thuyết hơn. Ít lý thuyết hơn. Tức là cái nội dung học thì là thầy lúc sẽ gửi trước cho mình để chuẩn bị trước khi vào học hay là cứ đến đó vào rồi bắt đầu mới học? Có cần Đối chuẩn bị với gì không? chuẩn bị ấy, là chuẩn bị trước cái topic ấy là hoàn toàn là do mình chủ động thôi. Và giáo trình thì trước khi mà mình học thì trường Study Now sẽ gửi cho mình bộ giáo trình phù hợp với level của mình hiện tại. Chương trình mình sẽ học đó là Speak Now. Alright, Speak Now. Chương trình này được phát triển bởi Oxford. Chương mình sẽ học từ Speak Now 3. Thì Speak Now ở đây nó có 4 cái level. Thì mình sẽ học ở level 3 nhé. Học level 3 với thầy lúc trong 36 buổi 1:1. Ngoài ra thì mình cũng có thể tập, mình cũng có thêm cái gói phát âm nữa, 12 buổi với giáo viên Canada. Bạn có thể tham gia. Và với thầy Luke là 1:1, nhưng buổi phát âm thì mình sẽ học nhóm nhé. Tức là học Mình sẽ với giáo viên Canada là học nhóm. Và cái đúng rồi. giờ thì là giờ cố định của cái Đúng. lớp lớp đó. Đúng. Ok. Rồi, còn những thông tin thêm thì mình sẽ nhờ ở bên các bạn chuyên viên về học thuật. Nhờ các bạn chuyên viên học vụ, các bạn ấy sẽ gọi điện và nói thêm cho mình về những cái thông tin như là học phí. Để như mình có. Ok. Rồi, Ok, cảm cảm ơn ơn thầy rất nhiều. bạn. Cảm ơn bạn. Goodbye. See you. Thank you. Goodbye.